Thưa quý vị, ngày 17 tháng 4 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định 396 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Theo kế hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đến năm 2050 dự kiến là gần 26.000 ha. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình lập quy hoạch phải có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án, Bộ Giao thông Vận tải phải tiếp tục rà soát chuẩn xác chi tiết nhu cầu sử dụng đất, phân kỳ đầu tư phù hợp. Nhà nước sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia nhằm đảm bảo vận tải đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải cả nước, đồng thời huy động mọi nguồn lực thực hiện đầu tư các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư. Giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 sẽ bố trí gần 16.000 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công cho lĩnh vực đường sắt để thực hiện các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong kỳ trung hạn, khởi công mới một số dự án và chuẩn bị đầu tư các dự án của kỳ trung hạn tiếp theo. Thưa quý vị, trong kế hoạch sẽ cần đến hơn 240.000 tỷ đồng chi phí đầu tư cho dự án này từ năm 2021 đến năm 2030. Số tiền này sẽ được bố trí thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 2021 đến năm 2025 và giai đoạn sau từ năm 2026 đến năm 2030, tức là 5 năm cho một giai đoạn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến nhu cầu khoảng hơn 224.000 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn đầu tư công và vốn hợp pháp khác để đầu tư theo danh mục kế hoạch chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư của kỳ kế hoạch 2021-2030. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.